Bà con thân mến, hiện tại Hằng Anh đang có một cái trái sầu riêng Thái ở miền Tây rất là ngon. Bà con thấy là trái sầu riêng Thái thì được một cái đặc điểm rất là tuyệt vời, đó là vỏ nó khá là mỏng, mặc dù nó là cây tơ và cái muối của nó khá là dày. Hằng Anh mới ăn một cái chót muối đuôi thôi mà Hằng Anh đã ăn muốn ngất ngay con gà tây rồi. Sầu riêng Thái là một cái loại sầu riêng có giá trị kinh tế rất là cao và rất là nhiều quý bà con ngay cả miền Tây và miền Tây Nguyên và miền Tây. Nó chín tới thì ăn rất là đã luôn nha. Rất là đã luôn. Ở Tây Nguyên và miền Tây hiện tại là đang trồng sầu riêng Thái rất là nhiều. Và một số cái vùng đặc biệt như ở Quảng Ngãi có một số huyện có thể trồng được. Thì một số huyện ở Bình Định thì cũng đang phát triển sầu riêng Thái với sầu riêng ri. Thì nhiều quý bà con hỏi Hằng Anh đó là sầu riêng Thái bây giờ thấy người ta trồng nhiều quá, trồng ồ ạt quá thì không biết đó là mình có nên trồng sầu riêng Thái nữa hay không. Câu trả lời của Hằng Anh là quý bà con chúng ta nếu mà muốn tìm một cây nhà giàu, cây giá trị kinh tế cao và cây lâu năm, mình trồng một lần và mình ăn được tầm khoảng mấy chục năm thì bà con chúng ta có thể đầu tư vào sầu riêng Thái nha. Mặc dù sầu riêng Thái là cũng đã xuất hiện ở thị trường Việt Nam ít nhất cũng tới bây giờ là cũng đã tầm khoảng là 20 hai mấy năm rồi. Nó có một cái tên khác nữa gọi là sầu riêng Dona. Thì ở bên Thái nó có rất là nhiều các cái giống sầu riêng như sầu riêng canh dao, sầu riêng fumani, những cái sầu riêng không mùi nó cũng có luôn. Tại vì công nghệ sinh học ở bên Thái rất là phát triển. Nhưng mà cái giống mà Hằng Anh đang đề cập ở đây và ở sau lưng Hằng Anh mà nhà vườn họ đang trồng đó chính là giống sầu riêng Mon Thân Thái hay còn gọi là giống sầu riêng Dona. Thì cũng đã vào thị trường Việt Nam được khoảng 20 mấy năm rồi quý bà con. Đây là một cái vườn mà anh chị chủ vườn nhà Hằng Anh tới để hỗ trợ chăm sóc vườn cây tầm khoảng 2 năm tuổi. Và hai cây thì đang có dấu hiệu cháy lá rồi bị rầy đánh và cành chi đồ này kia chưa có cắt tỉa cành một cách hoàn thiện. Thì là Hằng Anh cũng nhờ cái vườn này và Hằng Anh cũng được một nhà vườn tặng cho một trái sầu riêng Thái. Thì hôm nay thì bên cái trái sầu riêng Thái ăn thì rất là ngon và rất là cảm hứng. Thì Hằng Anh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta về cách chăm sóc sầu riêng làm sao và trong giai đoạn sinh trưởng cho sầu riêng Thái làm sao để giúp cho cây nhanh phát triển. Đặc biệt là nhiều quý bà con cứ hỏi Hằng Anh là có nên bón phân gà không, có nên bón phân chuồng không, có nên bón phân NPK hay không, hoặc có một cái giải pháp nào đó thay thế hay không. Thì nhiều quý bà con chúng ta biết khi chúng ta đi chỉ số phân hóa học, đi phân hóa học nhiều thì chỗ số đạm nó cao, thì là ở trong đó thì cái lượng dinh dưỡng từ đa lượng mà bà con chúng ta bón vào thì cái cây nó hấp thu được tầm khoảng 30-40% thôi, còn lại là 60-70% là một là nó bị trực di, tức là nó bị ngấm sâu phía dưới đất, hai là nó bị trơ và con cái cây đó, cây với dinh dưỡng nó nhìn nhau không hấp thu được. Thì ngày hôm nay Hằng Anh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta một cái video tất tần tật chia sẻ về cái kinh nghiệm chăm sóc sầu riêng Thái từ A tới Á để giúp quý bà con chúng ta sao ạ phát triển được cái vườn sầu riêng Thái của mình thật sự là xanh, cành cái nhiều, rồi là cái vườn thì sạch bệnh và phát triển thật là tốt. Mà con thấy thì cái cây sầu riêng Thái này, cái nhánh nè, con thấy nhà ngay đây có tiện hay ghê luôn, không cần đứng lên có thể móc tay quéo luôn. Cái cơ đỏ của cái vườn sầu riêng Thái này mà con thấy nó đang ra rất là yếu, cái đuôi tôm ha nó nhỏ xíu à, và những cái nách lá này nó không có đẩy nổi cái khèo, và một cái cơ đọt mà con thấy ra được nó rụng đi cặp lá già, nó rụng đi những cái lá già ở trên cái cơ đọt cũ rồi, lý do là bị rầy đánh đó quý bà con. Thì là thấy cái cây nó phát triển rất là yếu và cái dấu hiệu cháy lá, sâu ăn lá rồi cháy lá rất là nhiều luôn nha quý bà con nha. Và vì thế chúng ta cần phải có một cái cách chăm sóc hiệu quả như thế nào và hiệu đơn giản ra làm sao để cho bà con nông dân chúng ta dễ thực hiện, thì bà con chúng ta đón xem giúp cho Hằng Anh. Và dĩ nhiên là khi Hằng Anh xài cái gì cho vườn của mình thì Hằng Anh biết cái đó, Hằng Anh xin phép được chia sẻ. Và những cái sản phẩm mà khi mà bên Willow Farm chia sẻ với thị trường á, chia sẻ tới bà con nông dân á, thì giá cả vô cùng hợp lý, giải pháp vô cùng hiệu quả, đơn giản, và đồng thời là đã được rất nhiều quý bà con chúng ta chứng thực rằng là nó có kết quả tuyệt vời cho khu vườn của họ nha quý bà con nhé. Thì để tạo ra được cái sầu riêng Thái giống như màn hình mà con chúng ta đang thấy, chất lượng ngon ngọt, năng suất cao, bán được giá cao, thì bắt buộc là từ giai đoạn sinh trưởng này bà con chúng ta phải quan tâm tới đó nhiều. Hằng Anh xin phép tạm thời là ngưng ăn sầu riêng Thái lại. Hằng Anh có một cái bị biểu hiện là bị dễ bị đường nó tăng đó quý bà con, chưa có, không có bị tiểu đường nhưng mà có cái bác sĩ, tức là khi đi khám thì bác sĩ cảnh cáo là ăn cái gì thì ít ngọt thôi, nên đối với sầu riêng Hằng Anh chỉ dám nhấm nháp một tí thôi, giống như uống rượu thì nhấm một tí, nhấm mo một tí thôi, chứ không có được giống như anh Diễn lần con gà lần xì rượu ha quý bà con ha. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu ở cái giai đoạn là cây là 2 năm tuổi đi cho nó dễ, tại vì có làm sao mình nói vậy khúc đó đi cho nó dễ nha quý bà con nha. Rồi dinh dưỡng thì chúng ta sẽ chia làm ba cái việc như thế này. Thứ nhất là dinh dưỡng cho rễ,
thứ hai là dinh dưỡng cho lá, và thứ ba là quản lý nấm bệnh và sâu hại để quý bà con chúng ta dễ theo dõi nha. Đối với cái dinh dưỡng cho rễ thì bà con chúng ta nhớ giúp Hoàng Anh cái cam siêu dưỡng cây. Cái cam siêu dưỡng cây này rất là hiệu quả về dinh dưỡng cho rễ. Thì thường thường là chúng ta dinh dưỡng cho rễ thì chúng ta phải nhớ tới humic Hoa Kỳ, đúng không quý bà con, và chúng ta nhớ tới thằng Trico humic nữa, đúng không? Thì cái bộ siêu dưỡng cây này nó gồm hai bịch humic Hoa Kỳ, hai bịch Trico humic nha quý bà con. Và bà con chúng ta cộng với 2.000 lít nước, mỗi một cây sầu riêng tầm khoảng 2 năm tuổi như thế này thì bà con chúng ta sẽ tưới dùng Hoàng Anh tầm khoảng 10 lít nước nha quý bà con. Mỗi lần tưới tầm khoảng 10 lít nước. Và đối với mùa mưa này thì quý bà con chúng ta nên dọn sạch cỏ đi. Cái vườn thì anh chị thực sự là đang làm kinh doanh, anh chị không có thời gian nhiều nên là thấy cỏ nó khá chi là chi tiết. Và hôm bữa thì ốp mô cũng chưa có hiệu quả, ốp mô cũng chưa xong, thì thứ hai này thì anh chị sẽ mời cái người ốp mô lại để Willow Farm hướng dẫn lại cho anh chị cái cách ốp mô cái sầu riêng cho nó đúng. Thì quay lại cái bộ siêu dưỡng cây của mình, trong cái bộ siêu dưỡng cây này nó có humic Hoa Kỳ. Thì humic Hoa Kỳ á, nó sẽ bắt đầu kích thích cho cái rễ cây nó ra nhiều rễ cám, ra nhiều lông hút trên rễ cám, hệ rễ của mình nó phát triển mạnh, tua tủa đi nhiều nơi. Cái quan trọng là nhờ có humic Hoa Kỳ này mà cái dinh dưỡng mà chúng ta tưới tắm vào nó sẽ được hấp thu hoàn toàn hiệu quả 100%. Còn giống như hồi nãy đầu video Hoàng Anh nói, khi bà con chúng ta bón phân NPK, nếu bà con chúng ta không bổ sung dinh dưỡng để kích thích cái rễ nó ra thì có thể là cây nó chỉ hấp thu được khoảng 30% thôi, 70% kia là lãng phí nha quý bà con ha. Rồi thì ở trong humic Hoa Kỳ này, ngoài là humic Hoa Kỳ chiếm 80% thì còn 20% là trung vi lượng để giúp cho cái lá sầu riêng của mình nó xanh hơn, nó dày hơn. Bà con coi cái lá sầu riêng hiện tại giờ nha, cái lá sầu riêng hiện tại giờ thứ nhất là nó nhỏ, cái thứ hai nữa là sao bà con, nó mỏng, nó rất là mỏng. Thì humic Hoa Kỳ trong này bổ sung trung vi lượng để làm cho xanh lá, dày lá hơn, và dĩ nhiên đây là giá trị cộng thêm nên nó cũng không có nhiều bằng cái hàm lượng, nó cũng không có keo và không có nhiều bằng ở trong cái chai rồ công bi tảo đỏ Willow Farm đâu, nhưng mà đây là giá trị cộng thêm của humic Hoa Kỳ thì bà con chúng ta bổ sung luôn. Và humic Hoa Kỳ là một trong những cái sản phẩm dinh dưỡng về humic có cái khả năng là hạn chế cái việc vàng lá nha bà con nhé. Thì rất là hay ở chỗ này, thì bà con chúng ta ở trong cái bộ siêu dưỡng cây thì bà con chúng ta sử dụng hai bịch humic Hoa Kỳ cộng với hai bịch Trico humic cộng với một can siêu dưỡng cây 5 lít và cộng với 2.000 lít nước giúp cho Hoàng Anh rất là nhiều nước luôn ha. Rồi cái bịch Trico humic này, đây là dinh dưỡng cho đất quý bà con. Người ta nói là nhìn con thì sửa nhìn cây thì sửa đất, nhìn con hay sửa mình. Đúng không ạ? Thì Trico humic đây là nguồn dinh dưỡng cho đất. Bà con chúng ta thường thường chúng ta chỉ quan tâm tới là cái cây nó phát triển, cái tàn nó làm sao, cái lá nó làm sao, nhưng bà con chúng ta ít khi nào quan tâm tới cái phần đất. Đối với phần đất thì Trico humic nó đóng một cái vai trò là cung cấp hệ vi sinh vật có lợi, kết hợp với việc bà con chúng ta giữ cỏ đúng nữa thì cái hệ vi sinh vật có lợi ở trong cái đất phát triển rất là nhiều, và nó làm cho đất mình tơi xốp nè, màu mỡ nè, và nó giúp tạo một môi trường thuận lợi để cái rễ của cây sầu riêng Thái đó khi mà nó ra tới đâu thì nó phát triển mạnh mẽ tới đó và nó hấp thu chất dinh dưỡng một cách hiệu quả. Và khi mà hấp thu dinh dưỡng một cách hiệu quả thì chúng ta phải đề cập tới pH đất, thì Trico humic nó sẽ giúp ổn định pH đất nha quý bà con. Bà con chúng ta sẽ thấy những cái người khách hàng của Willow Farm, những người nông dân của Willow Farm sau một thời gian sử dụng Trico humic thì khi đo chỉ số pH đất thì thấy chỉ số pH đất rất là ổn định nha quý bà con. Và chính sự ổn định này là một môi trường thuận lợi cho rễ phát triển, dinh dưỡng được hấp thu một cách tối đa và từ đó tiết kiệm chi phí về phân bón và nhân công cho quý bà con chúng ta luôn. Cái hệ quả, cái kết quả mà quý bà con chúng ta mong muốn là gì? Cây sầu riêng Thái của mình phát triển thì cái Trico humic nó đóng vai trò là gì? Dinh dưỡng cho đất, tạo hệ vi sinh vật có lợi, ổn định pH đất, giải độc đất. Những cái loại đất mà chẳng hạn như bà con chúng ta hay là ở trong xoài rồi này kia đó thì Trico humic nó sẽ nhờ cái hệ vi sinh vật đó bà con, nó sẽ bắt đầu giải tỏa đi những cái độc tố đang có trong đất nhé. Thì là trong cái bộ này thì phải có Trico humic vào như quý bà con. Thì canh siêu dưỡng cây này, đây là một cái dạng phân bón hữu cơ, cơ khoáng vi sinh dạng nước, được sản xuất theo công nghệ dây chuyền hiện đại 4.0 ở cái dạng công thức nano. Ở trong này nó rất dễ hấp thu vì cái nó nhỏ hơn cái lỗ của cái họ, cái nhỏ hơn tế bào của cái rễ như quý bà con nhé, nên là nó hấp thu rất là nhanh và nó hấp thu hoàn toàn không có bị dư thừa. Và đạm trong này thì nó là đạm amin, đạm dễ hấp thu, đạm ăn ngay, đạm xây dựng tế bào ngay, chứ không phải là phải là đạm chuyển hóa giống như phân NPK. Nên là cái việc mà nếu bón phân NPK chỉ hấp thu được 30% thôi thì khi mà chúng ta sử dụng đạm từ động vật có trong canh sử dụng cây này, nó sẽ hấp thu được từ khoảng 90-95% bà con. Còn 5% còn lại nó tùy thuộc vào sức khỏe của cây của mình lúc đó nữa. Vì đây là cả sử dụng công nghệ sinh học để bẻ gãy những cái liên kết hữu cơ. Nhưng nguyên cái củ cà rốt này rất là dài đúng không? Thì bà con chúng ta cắt nhỏ ra.
sau đó chúng ta qua cái dây chuyền mà chúng ta làm cho sao nó mềm ra thì những đứa nhỏ mình rất là dễ ăn. Còn nếu mà những đứa nhỏ của mình bà con đưa nguyên một cái củ cà rốt nó không ăn được nha quý bà con. Đó là một cái hình dung để quý bà con chúng ta có thể thấy là cái công nghệ sản xuất phân bón nó rất là quan trọng quý bà con nhé. Thêm một cái việc nữa là ở trong cái canh siêu dưỡng cây này nó sẽ chứa rong biển tạo biển, và rong biển tạo biển thì nó làm mát cây, mát đất và siêu sao nữa quý bà con, tăng cường sức đề kháng cho cây và đất. Hai bà con, cái rong biển tạo biển ở trong này rất quan trọng và thành phần này rất là mắc nha. Thêm nữa là trong canh siêu dưỡng cây này sẽ có bổ sung thêm là vitamin và khoáng chất 17 loại, bổ sung thêm là hormone NAA để kích thích nhân sinh tế bào, bổ sung thêm cái gì ạ, trung vi lượng trong này cũng có luôn quý bà con nha, để giúp cho cái cây của mình nó đầy đủ cái sức đề kháng, cái mau mạch vận chuyển chất dinh dưỡng thật là tốt. Thì khi bà con chúng ta cứ canh siêu dưỡng cây này cho cây á, thì nếu bà con chúng ta mới tiếp cận với giải pháp Willow Farm để xây dựng cái vườn cây sầu riêng Thái của mình á, thì quý bà con chúng ta sẽ 7 ngày chúng ta tưới một lần, chúng ta tưới trong vòng 1 tháng, sau đó chúng ta sẽ đưa vào quy trình chăm sóc sầu riêng định kỳ mà Willow Farm chúng ta sẽ mà Willow Farm viết cho quý bà con chúng ta. Cụ thể là mới ban đầu mới tiếp cận giải pháp Willow Farm mà con chúng ta sử dụng cái bộ này cho rễ nè, là 7 ngày một lần giúp dòng anh ha. Một cây như phía sau này bà con chúng ta tưới 10 lít là đủ nha. Tưới là từ ở ngoài tán chúng ta tưới vô tầm khoảng 2/3, không cần phải tưới ngay gốc. Tại vì tưới ngay gốc thì cũng không có hạ rễ cám để cây hấp thu đâu. Chúng ta tưới từ ở ngoài tán, tưới vô tầm khoảng 2/3 là ok. Và tưới 7 ngày một lần. Rồi, sau 1 tháng bà con đã sử dụng Trichohumus rồi, bà con sử dụng humus Hoa Kỳ và siêu dưỡng cây rồi thì chắc chắn là cái đọt sầu riêng của quý bà con chúng ta sẽ ra rất là mạnh, khèo chi rất là nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta cần phải tiết chế lại, thứ nhất là tiết kiệm công nhân sự, thứ hai là tiết kiệm chi phí. Thì bây giờ Hồng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta cái quy trình tiếp theo nhé. Sau 1 tháng bà con chúng ta bắt đầu với giải pháp Willow Farm. Thì bà con á, là chúng ta Hồng Anh sẽ đưa cái ngày cho nó dễ nha. Ngày 1 bà con chúng ta tưới canh siêu dưỡng cây này, vẫn là canh siêu dưỡng cây này, bởi vì Hồng Anh mới nói là dinh dưỡng của Willow Farm rất đơn giản. Rồi cái ngày thứ 15 bà con chúng ta xài giúp giường Hồng Anh cái này. Bà con ngày thứ 15 bà con xài giúp giường Hồng Anh là Hắc Kim Nano. Bao này là bao 10kg nha quý bà con. Và Hắc Kim Nano là một cái, cũng là một cái dạng phân bón hữu cơ khoáng nha quý bà con nha, rất nhiều vitamin và khoáng chất, đạm trong này chỉ số từ 10-12%, chiết xuất từ động vật và có thêm chỉ số kali chiết xuất từ thực vật, kết hợp với vitamin và khoáng chất 17 loại axit amin cần thiết cho cái cơ thể của cây. Và đây cũng là giảm đạm dễ hấp thu nhanh, không bị dư thừa, không bị tồn dư trong đất, và vì thế bà con chúng ta sử dụng Hắc Kim Nano thay thế cho NPK thì cây của mình nó sẽ không có bị dư đạm bà con. Dư đạm là sao? Dư đạm là đạm nó tồn dư ở trong đất quá nhiều và một cái thời điểm nó bị ức chế cây. Cây nó sẵn đầu nó có cái xu hướng là nó bị dư, các bà con thì nó xì ra bên ngoài. Thì cái Hắc Kim Nano là một cái dạng phân bón thay thế cho NPK và nó hấp thu đạm vừa nhanh vừa chậm nhưng mà không bị tồn dư nha quý bà con nha. Thì trong này là bà con thấy những cái viên này Hoàng Anh sản xuất theo công nghệ thấp cao, nó rất là tròn, nó rất là đẹp luôn quý bà con, và nó rất là thơm nha. Ở trong này không hề trộn thêm ure, không hề trộn thêm hóa học gì cả, nên bà con chúng ta mua về khui ra một cái nó thơm cực kỳ luôn. Và chúng ta rải cho một cây sầu riêng Thái 2 năm tuổi như thế này chỉ tầm khoảng 100-150g thôi nha quý bà con. 100-150g mà dạng phân bón Hắc Kim Nano đã qua giảm thác cao, tức là chúng ta đã siết nước rất là chặt, nó rất là nhẹ thưa quý bà con. Rồi vì nó nhẹ nên nó hấp thu nước rất là, nó rất là háo nước. Rất là háo nước nha quý bà con nha. Và như bà con chúng ta rải đó là bà con chúng ta thấy ở ngoài thì nó tan nhanh, còn á phần lõi ở bên trong tầm khoảng cái đầu tầm nhang á thì nó sẽ tan chậm nha quý bà con. Như thế thì nó sẽ giúp cho cây mình nó duy trì cái nguồn dinh dưỡng đều đặn. Thì cứ ngày 1 là quý bà con chúng ta tưới bộ siêu dưỡng cây, và tới ngày 15 bà con chúng ta rải dùng Hoàng Anh là cho sầu riêng Thái 2 năm tuổi tầm khoảng 100-150g Hắc Kim Nano là được. Vậy là cây nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là đều, đẻ cành, đẻ nhánh, đẻ chi rất là nhiều để xây dựng cái hệ tàn thiệt là ngon về cho cái cây sầu riêng Thái của chúng ta nha quý bà con. Đó là dinh dưỡng cho rễ, nó chỉ đơn giản cơ bản dễ ẹt như vậy thôi nha quý bà con. Rồi bây giờ thì nãy Hoàng Anh có đề cập thứ hai là chúng ta đến với cái phần dinh dưỡng cho cái phần đọt. Bà con hay nghe về Hoàng Anh hay đề cập cái bộ ba vọt đọt bà con nhớ không? Bộ ba vọt đọt của Willow Farm thì nó có thêm chai siêu amino sinh học nữa. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ đang mùa mưa nên Hoàng Anh bỏ cái chai amino ra, tại vì trong nước mưa có đạm nitrat, đạm tự có cái đạm là H4, đạm nitơ đó, đạm tự do đó, thì cây nó sẽ bắt đầu nó, mặc dù nó không có hấp thu liền được nhưng nó có thể chuyển hóa, nên Hoàng Anh đã bỏ cái chai amino ra để quý bà con tiết kiệm chi phí. Thì trong này cái bộ vọt đọt đối với sầu riêng ở giai đoạn mà có mưa thế này, bà con chúng ta sử dụng dùng Hoàng Anh một chai rồng xanh kéo đọt nha, hàm lượng hữu cơ nó 75%, phun một phát
cây tầm khoảng 48 giờ sẽ thấy đọt nó nhú liền và đẻ cành nách rất là nhiều, kích thích cho cây của mình đi đọt đồng loạt để chúng ta dễ dàng quản lý sâu hại và nấm khuẩn. Chút xíu Hoàng Anh chia sẻ một thứ ba và con chúng ta nhớ coi rõ để mà chúng ta nắm hết cái quy trình chăm sóc cây sầu riêng 2 năm tuổi đối với sầu riêng Thái nha. Rồi chúng ta cần phải bổ sung rồi combi tảo đỏ vào, thì hồi nãy Hoàng Anh có nói là cái đọt của cái sầu riêng này nè, nó rất cái lá nó rất là mỏng nha quý bà con, và nó rất là dễ bị axit ở trong nước mưa tới tầng và từ đó tạo một cái điểm hở để giúp cho những con khuẩn con nấm nó tấn công người vào, gây ra cái việc cháy lá cây sầu riêng vào mùa mưa rất là nhiều. Vậy thì vào mùa mưa quý bà con chúng ta nên sử dụng thêm rồ combi tảo đỏ để cung cấp trung vi lượng cho cây, và đặc biệt cái rồ combi tảo đỏ này là ở dạng hữu cơ như quý bà con nha, nên nó hấp thu rất là nhanh, nó rất là mát và trong này có bổ sung thêm những cái yếu tố, những cái nguyên tố trung vi lượng rất hiếm để như là molybden nè, để tăng cường cái gì bà con, cái khả năng chống chịu vượt cạn của cây của mình, mưa nhiều mưa dầm mưa dề cây nó rất là dễ bị bệnh, thì rồ combi tảo đỏ sẽ giúp cho xanh lá, dày lá, bóng lá, mượt lá, lá to, cặp lá nó nở nhiều, kheo nó đi nhiều và bảo vệ cái lá mình, cái cơ đọt của mình nó tránh xa được cái thằng sâu rầy và thằng nấm khuẩn. Ủa sao vậy? Sao thì không có xịt sâu rầy mà sao tránh xa được? Tại vì lá nó dày thì nước mưa nó có tác động thì nó cũng không có tác động nhiều, không bị bào mòn nhiều, nó không tạo điểm hở cho nấm khuẩn. Rồi lá nó dày thì cái con sâu nó cũng không thích ăn quý bà con. Thì một chai rồ combi tảo đỏ này bà con chúng ta pha được 800 lít nước, nên khi bà con chúng ta kết hợp với rồng xanh thì bà con chúng ta kết hợp là một chai rồng xanh kết hợp với nửa chai rồ combi tảo đỏ. Và định kỳ khi bà con chúng ta mới tiếp xúc với lại cái quy trình chăm sóc Willow Farm thì 7 ngày bà con chúng ta phun lần. Ngay cả lúc mà nó mới cái đuôi tôm giống như hồi nãy đây, cái lúc này bà con chúng ta phun là rất là ok. Bà con thấy cái cơ đọt trên này hay đọt ra rất là yếu, cái cành chi đồ nó rất là khít với nhau, nó không có được vọt ra quý bà con. Nó vọt ra nó vọt vừa thôi, và cái cơ đọt của nhà Willow Farm làm là phải một gang tay phải 20cm như thế này và với 5 cặp lá. Và lá rất là to và đuôi tôm nó nở rất là đẹp, nó xòe y chang như con tôm hùm Alaska vậy đó quý bà con. Và nó sẽ kích thích trên cái cơ đọt mới, nó sẽ kích thích vừa có lá vừa có khèo. Trên cơ đọt cũ thì những cái mầm ngủ như thế này nó sẽ kích thích luôn nha quý bà con. Đây nó có những cái mầm ngủ nè quý bà con, chúng ta thấy rõ không ạ? Những cái mầm ngủ này nó đang chưa có sáng bừng lên, thì khi mà rồng xanh nó giống như là chàng hoàng tử tới hôn cái cô công chúa ngủ trong rừng, hôn cái là nhòi luôn cái miếng táo ra, bắt đầu cô ấy tỉnh lại và bắt đầu sinh sản sinh trưởng nha quý bà con. Nó sẽ kích thích những cái khèo này nó ra rất là mạnh, rất là nhiều, nên trong cùng một thời gian đó bà con chúng ta thay vì chỉ đi cái cơ đọt thẳng thôi thì những cái khèo ở trong nách nó cũng sẽ đi luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng hình thành cái tán sầu riêng Thái nó rất là nhanh và rất là hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý bà con chúng ta luôn đó. Thì 7 ngày bà con chúng ta phun lần Nhật Anh một cơ đọt, nếu bà con chúng ta sử dụng bồ rồng xanh với rồ combi. Mà nếu mà không thấy mưa nắng như ngày hôm nay thì có thể kết hợp với amino, siêu amino Willow Farm. Thì như vậy nó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta xây dựng hình thành cơ đọt trong vòng khoảng 40 tới 45 ngày là hoàn thiện một cơ đọt. Và sau đó nó là kích thích tiếp tục ra những cơ đọt mới và đặc biệt nha, đi đọt đồng loạt chứ nó không có bị đi lọt sọt quản lý sâu rầy nó khó đó. Đó dinh dưỡng cho đọt thì nó có bấy nhiêu thôi. Bà con chúng ta pha chung một phi rồi bà con chúng ta cứ phun ha. Rồi bắt buộc là chúng ta phải quản lý sâu hại nè, bắt buộc là chúng ta phải ở đây thì các bạn chuẩn bị khá là kỹ, tại một video này rất là dài để có thể chia sẻ quý bà con chúng ta về cách thằng thiếu cái gói rầy rồi hên đi ha. Rồi bây giờ nhé quý bà con nhé, thì sầu riêng thì chúng ta phải có rầy, sầu riêng đặc sản của nó là rầy. Thì Trung Hoàng Anh sẽ có cái gói là TV Mod 300WB thì nó chuyên đặc trị rầy. Bà con thấy là trên cái lá này nó có những cái vết chân chim của thằng rầy, là nó rầy nó làm tổn thương cái lá, làm cho lá nó nhỏ và tạo cái điểm hở để khuẩn nó tấn công vào, làm cái lá mình mất dịp lục tố luôn. Nên bắt buộc khi một cái cơ đọt nó vừa nhú đuôi tôm ra, bắt buộc bà con chúng ta phải sử dụng cái bạn mảnh tướng diệt rầy. Một cái mảnh tướng diệt rầy đó bà con chúng ta pha với lại là hai gói mảnh tướng diệt rầy pha với một chai mảnh tướng diệt sâu bọ nhện 240ml này và cộng với 400 lít nước nếu trường hợp mà có mưa để tăng hoạt lực, thì bà con chúng ta cộng thêm một chai Sukemono. Như vậy là chúng ta đã có một cái bộ hoàn hảo để ngăn ngừa sâu hại và rầy cho cái cơ đọt non của sầu riêng rồi. Đơn giản như vậy thôi quý bà con. Và những cái sản phẩm này nó không hình thành tính kháng, tại vì đây là những gốc thuốc bảo vệ thực vật rất là mới và Hằng Anh cũng xáo trộn cái phụ gia liên tục để ngăn ngừa những cái việc hình thành tính kháng ở con sâu rầy và tiêu diệt nhanh, tiêu diệt gọn, bắt trọn ổ nguyên cái vòng đời của những con sâu rầy gây hại cho cái đọt sầu riêng nha quý bà con.
Đây, anh nghe anh vừa bổ sung cái gói mãnh tướng diệt rầy ra để quý bà con chúng ta dễ dàng hình dung cái gói mãnh tướng diệt rầy này. Hai gói này cộng với một chai mãnh tướng diệt sâu và chúng ta sẽ cộng với lại 400 lít nước, mà nếu trường hợp mưa nhiều quá thấy không ngớt cơn mưa và cần phải phun để bảo vệ cây đọt thì có thể kết hợp với một chai siêu kiều mono. Thì đối với cây sầu riêng sinh trưởng thì đơn giản, nó có bấy nhiêu thôi quý bà con, không có nhiều, nó có bấy nhiêu thôi đó. Bà con chúng ta nhớ giúp dù Hoàng Anh. Còn những cái dạng mà đặc trị đặc biệt giống như là cái giống như là những cái chai như rồng đỏ nè, cái sản phẩm này là Willow Farm vừa nhập khẩu về quý bà con. Cái chai này phải đựng trong chai nhôm luôn vì cái hoạt chất trong đây nó rất là mạnh nha quý bà con nha. Và nó chiên đặc trị hàng rệp, tất cả những loại rệp như rệp vẩy, rệp trứng, rồi rệp muội đồ này kia nó xử lý hết luôn. Và ngoài ra thì nó sử dụng rất là hay trong những cái giai đoạn nhạy cảm cây sầu riêng Thái luôn, như là bông mới nhú hoặc là nó gọi là trái non đó quý bà con, sợ cái bông nó bị quéo, nó bị đen khi bị hoạt chất nó nóng đó. Thứ hai là cái trái nó da nó còn mỏng dễ bị nám đó. Thì cái thằng rồng đỏ này nó xử lý rất là hiệu quả trong những cái giai đoạn nhạy cảm như vậy, và xử lý những cái trường hợp đặc biệt như mật độ của sâu, của nhện, của rệp quá nhiều thì chúng ta có thể sử dụng rồng đỏ. Hoàng Anh xin phép được chia sẻ trong một video tiếp theo nhé. Còn cái này thì chúng ta chỉ đề cập tới thằng mãnh tướng diệt rầy và cái thằng mãnh tướng diệt sâu ở trong giai đoạn sinh trưởng của cây sầu riêng Thái, nó cần bấy nhiêu thôi đã hiệu quả rồi. Hai sản phẩm này khá là rẻ. Cái thằng mãnh tướng diệt rầy là 74 cành, thằng mãnh tướng diệt sâu là 177, hình như 77 hay 74 thì Hoàng không nhớ. Mãnh tướng diệt sâu hiện 174 mà được 2 phi nha quý bà con nhé. Còn trong trường hợp mà vườn quý bà con chúng ta nhện nhiều quá thì bà con chúng ta có thể là tăng cường thêm các hoạt chất này. Để sao ạ? Chúng ta có thể thằng co mai này nó sẽ kết hợp với thằng mãnh tướng diệt sâu để nó tiêu diệt nhanh cái ổ nhện luôn nha quý bà con nha. Lưu ý cho Hoàng Anh. Rồi, đó, ở trên lá thì nó bị sâu hại thì chắc chắn nó sẽ bị nấm khuẩn, thì nấm khuẩn thì trong giai đoạn sinh trưởng bà con chúng ta chỉ cần nhớ dù Hoàng Anh một chai duy nhất siêu áo giáp. Siêu áo giáp, và hiện tại giờ sản phẩm này trên thị trường bị giả rất nhiều, thì bà con để biết đúng hàng thật thì trên cái cổ chai nó có chữ Willow Farm, ở dưới cái đít chai có cái thông tin để kết nối với Willow Farm, ở trên cái nhãn thì có logo của Willow Farm nha quý bà con nha. Thì cái thằng siêu áo giáp này bà con chúng ta một lít này bà con pha 400 lít nước, và bà con chúng ta đây là cái công nghệ nấm khuẩn dựa trên cái chạy trên nền hữu cơ có tính làm mát rất sâu, nên khi bà con chúng ta phun á, bà con chúng ta phun cơ đập non cũng rất ok, phun cái lá non nó cũng không làm cháy lá quéo lá bà con. Mà cái tác dụng bảo vệ để tránh xa cái việc là giúp lá sầu riêng của mình tránh xa cháy lá, ghẻ lá, rồi ghẻ kim, những cái nấm như tổ ong, tổ quạ đồ này kia thì nó xử lý rất là tốt, đặc biệt là nó ngừa nước thân xì mũ rất là hiệu quả nha quý bà con nha. Quý bà con chúng ta là nhớ mùa mưa thì siêu giáp 1 lít này cộng với là 400 lít nước 7 ngày chúng ta phun lần. Thì chúng ta có thể kết hợp siêu giáp với lại thuốc bảo vệ thực vật, có thể kết hợp siêu giáp với rồi combi với rồng xanh ở trong trường hợp là cây đang sinh trưởng phát triển bình thường. Còn nếu mà cây đang bị bệnh như là bệnh thói cổ rễ hoặc cây là bị nứt thân xì mũ thì chúng ta nên tập trung chúng ta chữa bệnh siêu giáp trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi dinh dưỡng sau, đó thuộc quy trình về cái sức khỏe của cây rồi. Còn bình thường siêu giáp nó pha chung với tất cả mọi thứ đều rất hiệu quả nha quý bà con nha. Thì đó, nãy giờ Hằng Anh chia sẻ quý bà con chúng ta do Hằng Anh cần phải nói rõ và chi tiết một cái video tổng hợp từ A tới Á mà, nên là thấy bà con thấy nó dài nhưng khi bà con chúng ta làm nó dễ dữ lắm nha quân, không khó nha. Đối với cái thằng là nấm khuẩn thì cứ nhớ siêu giáp trong giai đoạn sinh trưởng giúp dù Hằng Anh, sâu rầy bảo vệ cây đọt thì có mãnh tướng diệt rầy và mãnh tướng diệt sâu, dinh dưỡng cho bộ đọt ở mùa mưa thì có rồng xanh và rồ combi tạo đỏ, nếu mùa nắng thì kết hợp với lại siêu amino nữa. Rồi dinh dưỡng mà dạng viên thay thế cho NPK thì chúng ta có H kim nano, còn dinh dưỡng mà dạng nước thì chúng ta có cái bộ siêu dưỡng cây gồm một canh siêu dưỡng cây 5 lít, hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói trico humic, là coi như là đủ dinh dưỡng rồi đó. Bà con nói ủa sao mà nó nhiều dữ Hoàng Anh? Nó dạ không, cái này là ít quý bà con, nhiều công ty người ta còn làm phức tạp hơn vấn đề hơn. Còn Willow Farm chỉ có bấy nhiêu bà con chúng ta xài trong vòng 4 năm, kết hợp với là cắt tỉa cành tạo tán hiệu quả nữa là ok rồi. Còn việc cắt tỉa cành tỉa tán sao hiệu quả thì Hoàng Anh sẽ thực hiện trong một video tiếp theo, bà con chúng ta nhớ đón xem nha. Dĩ nhiên mỗi một đơn vị người ta sẽ có một cái kỹ thuật canh tác riêng, nhưng đối với Willow Farm bà con chúng ta có thể quan sát Willow Farm đã đồng hành cùng vườn quý bà con chúng ta hơn 4 năm qua và nhận được rất nhiều kết quả tích cực từ quý bà con, từ là chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển mạnh, phục hồi vườn cây đang bị suy kiệt mạnh, làm bông làm trái cho sầu riêng Thái, sầu riêng Ri, sầu riêng Musakin đạt kết quả tuyệt vời. Thì quý bà con chúng ta có thể xem trên những cái kênh truyền thông Willow Farm bà con chúng ta sẽ ghi nhận được kết quả này. Còn cái cách chăm sóc thì do Hoàng Anh chia sẻ, nào chăm sóc dưới rễ nè, chăm sóc dinh dưỡng cho lá nè, rồi bảo vệ ngăn ngừa sâu hại nè, ngăn ngừa nấm khuẩn nè, nên thành ra là nó hơi lâu chút, quý bà con chúng ta thông cảm. Và việc này cũng là kỹ để quý bà con chúng ta nhớ, nó dễ nhớ, dễ theo dõi, và chúng ta hiểu về sinh lý cây trồng thì chúng ta sẽ
tự chủ hơn, độc lập tự cường hơn trong quá trình chăm sóc cây sầu riêng của mình. Này là coi như đang làm văn phòng, có cạch cũng có thể hiểu được cái quy trình chăm sóc, không có cần phải quá trời phức tạp như quý con ha. Cảm ơn quý bà con và Willow Farm rất là hân hạnh được đồng hành cùng với quý bà con chúng ta trong cái kỹ thuật canh tác chăm sóc hiệu quả, để làm sao giúp cho quý bà con chúng ta sớm ngày là đơm hoa kết quả tại sườn sầu riêng Thái của mình nghe. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.